rất nhiều bạn là chỉ đang cầm máy lên và quay bừa như thế này và gọi đó là vlog. Ừ thì cũng đúng, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp cho các bạn 9 kiểu để làm vlog khác nhau. Và kiểu đầu tiên đó chính là một trong hành trình trả nợ này, ngày hai trong hành trình giảm cân, ngày ba trong cái hành trình kiếm 100 triệu ha. Nói chung là làm những cái nội dung hữu ích, tránh những cái kiểu content mà nó vô chi. Bắt tay, đổi tay, bắt tay vô làm gì mấy đứa. Thằng Long mày bỏ sao bô xuống mày, hôm nay mày edit gì vậy? Em còn 2 cái nữa, chắc là chiều sau á em edit cái podcast, chắc tối nó xong rồi, tại nó hơi dài. Số 4 là có gì quay nấy đúng không? Còn số 5 đó chính là setup một cách chỉnh chu chuyên nghiệp, ngồi nói trước ống kính như thế này. Thì cái dạng này thì các bạn chắc thấy mình làm nhiều rồi, cho nên là hôm nay mình sẽ lồng tiếng cho các bạn xem nhé. Sẵn tiện giới thiệu cho các bạn luôn team edit của mình là gồm có 2 bạn ha. Phía bên trái là Long không Hiền, còn bên phải là Hiền không Long. 2 bạn này đều là học viên khóa cắt kích PC của mình, từ con số 0 mà bây giờ có thể cân mọi thể loại từ hai ảnh giật giật cho đến podcast. Mà nghĩ lại thì cũng tội, mình thì xài ghế công thái học, bàn PC thì bự chảng, quay qua nhìn 2 cái lap của tụi nó thì bé tí thấy cũng thương. Mặc dù mỗi con xương xương 50 củ, còn củ mình tuy bự nhưng mà chỉ vỏn vẹn 20. Cho dù vậy, mình vẫn tặng cho mấy đứa đó một cái màn hình mới để có thể làm việc hiệu quả hơn. Thời gian vừa qua là làm việc vất vả, cho nên là anh nghĩ là anh cũng cần bồi bổ một cái gì đó. Anh vừa mình tên mua có một cái đó, có mà màn mua về làm việc và xem gaming monitor là sao? Thì ban ngày tụi mày làm việc tốt tao chơi game. Tới khúc này là các bạn tưởng quảng cáo đúng không? Cho nên tôi sẽ demo một cái quảng cáo cho các bạn xem. Hỡi thế gian, đây màn hình xịn đét, trong tấm nền OLED thế hệ 3, độ phân giải vừa tròn 4K, dù cấp cắt hay FIFA đều thích. Đừng sợ burn-in, hãy cứ nhích. Công nghệ mới bảo hành tích 3 năm, MSI đã quá tín tâm. Kobe xin 500 tiền quảng cáo. Ê, bữa giờ thì sao rồi em? Cái màn này thấy sao? Màn này nha, em thấy là 4K, 240Hz, màu sắc sặc sỡ, edit được HDR nữa. Và chơi game thì, đó, không gian rất là rộng rãi. Ủa rồi còn anh Hiền sao anh? Hai người mà tên mua một cái anh.